anh Sam kiếm chuyện nha mọi người. Dạ anh sao, anh kiếm chuyện em không? Cảm ơn Ki. Dù biết đôi ta đã từng trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu nhau, vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đừng tìm ra anh một mình đang lặng thinh, nhìn anh bước về tay cầm tay bồi đồ cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã trót trao, tại sao đến hôm nay lúc hiện tại anh đã không còn được nhận nhà. Bên cạnh người tình mới anh đã quen rồi, để em khoác lên thân mình. Trải qua bao nhiêu năm thiết tha yêu nhau, vậy mà bây giờ lại xa lạ. Con đừng tìm ra anh một mình đành lặng thinh, nhìn anh bước về tay cầm tay bồi đồ cùng với ai. Ánh mắt đôi môi ta đã trót trao, tại sao đến hôm nay lúc hiện tại anh đã không còn được nhận ra. Bên cạnh người tình mới em đã quen rồi, để em khoác lên thân mình. Còn gì nữa.